Đây, cá sấu. Cá sấu khổng lồ. Trời ơi. Đó. Nó leo lên à. À, không có ai mua cần câu câu hết vậy. Đó, có cần câu kìa. Đó, có cần câu đó. Có cần câu nè, quá chừng nè. Có bên đó có một con bự kìa. Hai con. Bên đó có hai con bự á. Quá trời luôn. Đó. Đây đây đây, thả cục thịt bò xuống câu nè. Đó, coi câu cá sấu nè. Hai cục thịt. Câu sao mà giữ cục thịt lại nha. Rồi rồi rồi, xong. Xong. Ôi hên quá. Còn cục thịt. Hên quá, hên quá, còn nguyên cục thịt. Con này con nhỏ. Nó hả hồng, nó nằm ở trời sẵn kìa. Đó, đây nữa nè. Vĩnh chặt nha. Chúng mày nó ghê nha. Đây đây, con này. Rồi, mất cục thịt. Xong. Mất cục thịt rồi. Hấp quá mà. Nó lại rồi kìa. Nè nè nè, nhấp xuống, nhấp xuống. Nè, nhấp xuống. Nè. Thôi chừng thôi nó. Đưa qua đưa lại vậy nè, đừng đấy. Ừ đó. Mình đưa qua đưa lại đó. Lắc qua lắc lại, đừng cho nó cắn. Dụ nó, mình cho nó nằm ở sau cái đầu nó. Đừng có để ngay cái miệng đó. Mình để ngay cái đầu ở sau nó này nè. Nè. Đó. Ừ. Lắc quá sao nó cắn. Lắc quá sao cắn. Nhử ở sao cái óc của nó. Đừng có nhử cái đầu nó. Trời, nó hả họng, nó nằm, nó hả họng, nó chờ kìa. Thả ở sao óc nó. Thả ở sao óc nó. Bỏ vô cái miệng đó, nó ăn mất cục mồi. Bỏ vô cái miệng mất cái mồi. Còn ta để sao ót nó đâu có hả lại được. Rồi xong. 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 Thằng này là cắn có cọng dây, còn cục thịt là thằng kia lấy. Thằng này ngậm có cọng dây, thằng kia cục thịt lấy rồi. Cục thịt lần đó lấy, còn con này có ngậm cọng dây không à. Nhấp ngay con mắt nữa. À, bên này nhử nó hả họng, nó nằm, nó chờ sẵn nè. Nằm chờ sẵn nè. Chắc chắn rồi đó, không con nào ăn được luôn. Để ơi sao cái ót á, để sao ót nó. Chuẩn bị táp lên bây giờ đi. Để sao ót nó. Để sao ót nó. Nó ừ đó. Ôi giàu quá. Rồi hên con. Con. Lắc qua lắc lại nó táp hột. Đó, để nghe cái đầu đó. Để cái đầu á.
mà nó mua kem sao mà. Để vô cái đầu, để vô cái đầu. Đó, nó lại kìa. Đó, nó bắt đầu ngước lên. Đó, nó ngước. Đó, ngước. Đó, táp cái phập. Táp ngay cái phập. Nè, Phú, anh Phú có kinh nghiệm mà câu ca, câu cá sấu rồi nè. Cho nó ghi gình gình cái đầu lên, cái từ từ cái giật lên cái... chuẩn bị con mắt nó nhìn xô vô cục mồi nó chăm chăm luôn kìa. Thì con lại xích lại xíu là nó lại vậy. Trời, con để cho nó lâu. Ờ, hai cái sống nằm ba con nằm nhau. Con bốn con luôn. Trời. Giữ xuống. Xuống chút nữa. Nó nhắm không đủ rồi, không tới rồi á. Nó nhắm không tới rồi á, cho nên nó ngưng á. Rồi, bây giờ nó tới nè. Coi chừng nha. Đó, nó đang... nó nhích gần gần lại á. Nó đang di chuyển gần lại vậy á. Để sau đuôi cái ót nó cái nó hết ấy à. Sao ót nó đâu có quay lại được. Có gì không nó 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 cái đuôi nó vảnh lên luôn kìa. Vảnh cái đuôi lên luôn. Bị mấy lần rồi. Để đầu nó đâu ấy đâu. Cái con này nó bị lừa nó mệt quá kìa. Ủa có nó sao á. Bên ống này nè. Đó, con đó nó leo lên rồi. Con bên đây hả hồng. Nó leo lên mà nó gình rồi. Hả hồng. Hả? Con đó nó leo, nó đang gình kìa. Nãy giờ bú câu mấy lần. Đó, con này nó ngóc đầu lên nữa nè. Ghê chưa? Mày chơi nhanh lên cho tao còn chơi con khác nữa. Đó. Ồ, hay quá. Mấy con kia nó không thèm lợi, nó nằm nó hả họng kìa. Mấy con này con nhỏ không à, con bên kia con cái chuồng bển là con bự. Cái sống này già quá. Không cái gì để cho nó ăn. Để cho nó ăn là mất đầy á. Không, mình mày miễn không ăn đó ta trả lại cho mình. Một cục thịt vậy là bao nhiêu? 10.000 cục hả? Thả xuống tắp cái phập phát 10.000. Hên quá, còn cục thịt hay quá. Câu nãy giờ mấy qua mấy giờ có mất cục thịt đâu. Cần câu này là bất tử.
Con nói đang con dữ rồi. Đó, nó ngóc đầu lên đó. Rồi xong, xong. Cho nó ăn đi. Dứt. Rồi xong 10.000. Không, nhưng mà câu nãy giờ mấy lần. Mệt tại phải không? Rồi xong câu cá sấu. Rồi giờ mình đi tham quan chỗ khác.